41. Như Lai Thọ Lượng là gì? Như Lai Thọ Lượng là gì? Cái lượng là cái số lượng, thọ là tuổi thọ. Cái phẩm này là Đức Phật dạy cho người đệ tử Phật biết rằng cái số lượng tuổi thọ của Như Lai, của Như Lai cũng như là của chư Như Lai nói chung và của Như Lai nói riêng. Vì cần phải tìm hiểu về cái số lượng tuổi thọ. Thì xin nhắc cái đại chúng là Đức Phật, chúng ta có thể tôn xưng Đức Phật bằng nhiều danh hiệu, mà danh hiệu nào cũng đúng hết. Có người gọi Đức Phật bằng Đấng Thế Tôn cũng đúng. Có người gọi Đức Phật bằng Phật, bằng Đức Phật cũng đúng. Có người gọi bằng Đấng, có lúc thì kinh điển gọi là bằng Đấng Pháp Vương, Đấng Vô Thượng Pháp Vương cũng đúng. Có lúc gọi là bằng Vô Thượng Y Vương cũng chỉ cho Phật cũng đúng. Thì rồi gọi Phật bằng Như Lai cũng đúng. Đó là tùy theo cái lúc mà ta tôn kính mà người ta xưng gọi. Nhưng mà chỉ có cái danh hiệu là Như Lai đó là toàn diện và sâu sắc. Cho nên cái này là cần phải để ý rồi nè. Như Lai á, là như các vị học rồi đó. Như Lai Tàng cũng là Như Lai, ta gọi là Như Lai Tàng. Như Lai Tàng của Kinh Lăng Nghiêm nói là cái gì? Là chỉ cho cái bản thể, cái bản thể như bất biến của vũ trụ. Đó là Kinh Lăng Nghiêm mình học là Như Lai Tàng. Từ cái bản thể bất biến đó mà nó có thể tùy duyên để rồi nó sanh ra hiện tượng vạn pháp. Thế thì cái bản thể bất biến đó là Như, mà hiện tượng duyên sanh ra vạn pháp là Lai. Đó, chỉ Như Lai này là chỉ cho cái đó. Cái nghĩa này nó sâu sắc hơn những cái nghĩa bình thường mà mình gặp Đức Phật mình gọi Phật bằng bạch Đấng Như Lai, chúng con xin thưa như thế này thế này kia thế nọ, thì mình gọi Đức Phật là bằng Đấng Như Lai. Nhưng mà cái chữ Như Lai thật sự là cái nghĩa đó, là chỉ cho cái bản thể của hiện tượng vạn pháp. Và hiện tượng vạn pháp là cái diệu dụng tùy duyên của cái bản thể chân như kia. Đó là cái nghĩa Như Lai là chân như. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, cái định nghĩa trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp từ cái bản thể chân như đó mà sanh ra. Thế thì đó là tạo cái chữ Như Lai Tàng của kinh Lăng Nghiêm. Rồi cái chữ Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của kinh Viên Giác cũng cùng nghĩa như vậy. Chữ Như là bất biến, chữ Lai là cái hiện tượng tùy duyên của vạn pháp tùy duyên nó mà sanh ra. Rồi ta học kinh Kim Cang Bát Nhã cũng vậy. Như Lai giả tức chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Định nghĩa Như Lai của kinh Kim Cang Bát Nhã. Như Lai là bản thể chân như của vạn pháp. Cho nên Như Lai là vô thủy vô chung, nó tồn tại, nó hiện hữu vô thủy vô chung, không có cái đầu mối mà cũng không có cái ngày tận diệt cuối cùng. Đó, cái thể chân như là cái vậy đó.
Cho nên cái vũ trụ mà ta ở đây đó, nó không có đầu mối. Khoa học ngày nay là truy nguyên ra bậc này hiện tượng nọ, là khảo cứu, là những cái gì đều là chưa bao giờ tới cái đầu mối của cái vũ trụ này. Đó gọi là vô thủy. Và cái vũ trụ này cũng không có cái ngày tận cùng, cho nên gọi là vô chung. Thì cái bản thể vô thủy vô chung và lúc nào cũng tồn tại và hiện hữu. Từ cái bản thể vô thủy vô chung vẫn hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu, để rồi duyên khởi sanh ra hiện tượng vạn pháp. Cái đó là Như Lai đó. Hiện tượng vạn pháp là tùy duyên để sanh ra, gọi là Lai. Bản thể bất biến vĩnh cửu tồn tại vô thủy vô chung là Như. Thành ra cái chữ Như Lai là chỉ cho cái thể thanh tịnh chân như của vạn pháp. Chúng ta là một hiện tượng của cái bản thể chân như đó duyên sanh ra. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái Như Lai đó cũng tức là cái pháp thân của ta vậy. Thành ra Như Lai cũng là Như Lai, mà Như Lai tàn hay là Như Lai viên giác giữ tâm hay là bản thể chân như, cái đó cũng tức gọi là pháp thân Phật. Cho nên cái Như Lai thọ lượng này nè là học cái tuổi thọ của Như Lai, mà Như Lai đây là Như Lai pháp thân. Còn Đức Phật Thích Ca đó là ứng thân của Như Lai. Mà trong cái ứng thân của Như Lai đó, nó có báo thân của Như Lai cũng ở trong đó. Báo thân là gì? Là cái quả báo mà do Đức Phật tu Tam A Tăng Kỳ Kiếp, bây giờ nó đạt đến cái trình độ thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên nếu mà nhìn về cái mặt hiện tượng thì Như Lai cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi như tất cả mọi người bình thường, như tất cả các thầy tỳ kheo khác. Mỗi ngày cũng đi khất thực, cũng có giờ ngồi thiền, cũng dân dỗng nghỉ với gốc cây, rồi tối cũng có lúc ngồi ngủ ở trong tỉnh thất, và sáng ra cũng đi khất thực như mọi người. Nhưng mà Như Lai có một cái sự an lạc, một sự giải thoát vô thượng, tức gọi là Niết Bàn vô thượng, một cái trí tuệ nhận thức chân lý vô thượng, tức là Bồ Đề vô thượng. Cái điều đó mọi người nhìn không có biết được. Cái trí tuệ mà vô thượng Bồ Đề của Như Lai là chỉ có Như Lai được hưởng cái đó, và Như Lai biết mà thôi, chứ người khác không biết. Cái Niết Bàn vô thượng của Như Lai chỉ có Như Lai hưởng trọn cái đó, mà người khác không hề biết Như Lai hưởng cái đó nó là sao. Và có muốn xin xỏ chia chác chút đỉnh gì, cầu nguyện danh sinh cỡ nào, Như Lai cũng không cho được. Vì vậy cho nên cái đó ta gọi là báo thân của Như Lai. Mà cái báo thân đó cũng tức là từ cái bản thể chân như của cái pháp thân này mà nó duyên khởi sanh ra. Có cái báo thân và cái ứng thân là cái thân của Phật Thích Ca. Cho nên là một Đức Phật người ta phải học tới ba thân vậy. Từ cái bản thể thanh tịnh bất biến trường tồn vĩnh cửu vô thủy vô chung kia, nó duyên khởi ra cái ứng thân. Ứng thân là cái hiện tượng thân hình của cha sinh mẹ đẻ, rồi hàng ngày cũng sinh hoạt giống như các thầy tỳ kheo khác. Đó là ứng thân Như Lai. Và trong cái sinh hoạt như các thầy tỳ kheo khác mà có thọ hưởng một cái sự đặc biệt, sự cái trí tuệ đặc biệt, cái sự giải thoát đặc biệt, gọi là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Chỉ có Như Lai hưởng trọn vẹn cái đó, vì đó là cái quả báo mà do Như Lai tu Tam A Tăng Kỳ Kiếp đã thành tựu được viên mãn. Do vậy cho nên cái báo thân Phật là không có ai nhờ cậy được. Thành ra cái báo thân Phật ta cũng gọi là tự thọ dụng thân, nghĩa là cái thân đó ai tu là người đó lấy thọ dụng. Phật Thích Ca đã vô lượng kiếp tu hành thì bây giờ chỉ có Phật Thích Ca thọ dụng cái vô thượng Bồ Đề và cái vô thượng Niết Bàn đó, mà bình thường dưới con mắt bình thường không ai nhìn thấy, không ai biết được cái sự an lạc, cái sự giải thoát, cái trí tuệ đó nó sung sướng tới cỡ nào, mà chỉ có tự Như Lai biết lấy mà thôi. Tôi gọi đó là tự thọ dụng thân, cũng gọi đó là báo thân.
Còn cái thân Phật Thích Ca bên Ấn Độ mà mọi người thường thấy biết rõ ràng đó là ứng thân. Mà ứng thân hay là báo thân cũng từ nơi cái thân, cái pháp thân là cái bản thể chân như bất biến, trường tồn vĩnh cửu, vô thủy vô chung mà duyên khởi hình thành ra. Nói rằng bất biến mà vẫn tùy duyên. Nó giống như là mình ví như là cái thể nước biển vậy. Còn ứng thân, báo thân hay là cái thân của chúng ta này cũng là một cái loại hiện tượng tùy duyên của cái pháp thân thanh tịnh vĩnh cửu trường tồn kia. Giống như là sóng mòi và bóng bọt là cái mà duyên sinh từ nơi cái thể phẳng lặng vĩnh cửu trường tồn của nước biển. Do vậy cho nên là nếu mà nước biển mình nhận thức được rằng bờ sóng mòi một bóng bọt của biển là nước biển, thì cái sự sinh diệt, diệt sinh của sóng mòi một bóng bọt chẳng có gì đáng sợ hãi, chẳng có gì đáng quan tâm. Nếu chúng ta biết chúng ta là từ cái bản thể chân như của cái Như Lai Tạng, của cái pháp thân mà duyên khởi hình thành ra cái ứng thân hiện tượng này, thì cái sự sinh diệt sống chết của chúng ta cũng không có gì sợ hãi. Cho nên học cái phẩm này nó lợi ích là cái chỗ đó. Sự sinh diệt, diệt sinh của chúng ta y như là sống ngoài bóng bọt từ cái thể bất biến trường tồn của mặt nước biển, tùy duyên mà sinh khởi, diệt sinh, sinh diệt. Dầu sinh cũng không phải vì vậy mà nó có sinh ra thật sự, và khi mà nó diệt cũng không phải vì vậy mà nó diệt mất thật sự. Chẳng qua là đó là cái hiện tượng tùy duyên của mặt nước biển mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhận thức cái chân lý, nhận thức được cái chỗ đó gọi là nhận thức được chân lý. Mà cái người nhận thức được chân lý là người ta thấy rõ cái điều đó rồi, người ta không có sợ hãi. Người ta thường thường là sợ cái chết và sợ lắm, mà đây là nhận thức được chân lý là không có gì sợ hãi. Sống mòi một bóng bọt, có xẹp xuống đi nữa là xẹp xuống trở về cái thể nước biển bất biến trường tồn của nó mà. Thì từ cái thể bất biến trường tồn đó là tùy duyên mà nó sinh khởi, cho nên có gì sợ hãi. Nắm được cái đó, tư duy cái chân lý đó rồi thì trên con đường tu hành của chúng ta lợi lạc vô cùng, sung sướng vô cùng. Đó là sự thật trong con nói mép. Đạo Phật không có cái nói mép, nói thiệt. Nhận thức được cái đó ta gọi là thoát ly sinh tử mà vẫn đi đứng bình thường trên cõi đời này. Thoát ly sinh tử đây có nghĩa là người ta không còn sợ sự sinh tử nữa. Sự sinh tử bình thường coi như là không còn gió, là những sóng ngoài bong bóng bọt nó lặn xuống biển kia, thì chuyện gì mà sóng ngoài bong bóng phải đau khổ chứ. Nhận thức được cái chân lý đó rồi thì không có chuyện gì mà con người sợ sự sinh tử. Cái sinh tử mà nó đáng sợ là do người ta sợ hãi. Cho nên là đa dục chỉ khổ, sinh tử bì lao. Cái người mà đa dục, cái người đó khổ ghê gớm. Cái người đó mà bị sinh tử là rất đau, rất sợ, rất khổ sợ. Chứ cái người mà không có đa dục, không có mong muốn cái gì trên cõi đời này, không có tham lam, không có đấm trước, không có nhiễm ô, không có thương tiếc gì, thì gọi là cái người thiểu dục vô vi, thì thân tâm tự tại. Tự tại trong lúc sống cho đến cái lúc chết cũng vẫn tự tại, mà không có gì đáng sợ hãi. Vì người ta biết rằng sống ngoài bong bong bọt lặn là lặn, trở về cái bản thể của nước vĩnh cửu trên đại dương, cho nên đâu có gì sợ. Vì thế mà đi đứng nằm ngồi trên mặt đất bình thường mà ta gọi là xuất ly tam giới, ta gọi là thoát khỏi luân hồi sanh sinh tử ưu bi khổ não. Thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ não, chứ không phải là thoát khỏi luân hồi sinh tử không có sinh tử nữa, không có sinh tử nữa, dứt khoát là phải sinh tử nữa. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định. Vô định chỉ ngã sư đắc kiến nhiên, đăng Phật đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên. Đó là quyền giác thiền sư ta đã vừa nói ra là cái lập trường của người ta,
không sợ vấn đề sinh tử, mà vừa chứng minh rằng Đức Phật của chúng ta cũng đa kiếp tàn vi nhẫn nhục, nhẫn nhục tiên. Đâu phải chúng ta khi không đột nhiên trên trời mà xuống, cũng từ sanh tử, tử sanh vô lượng kiếp, cho tới cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng mà được thành Phật rồi mới không còn sợ hãi sự sinh tử. Cho nên đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, trời đất trên trời dưới trời với mọi người, ta là độc tôn. Vì sao vậy? Vì kể từ đây ta không còn sợ vấn đề sinh tử nữa, vì ta là người có thể là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, cho nên vấn đề sinh tử ta không có sợ, còn mọi người khác đều sợ hãi hết. Do vậy cho nên ta độc tôn, chứ chẳng có cái bản ngã này là ngã đại ngã, là tiểu ngã, là ngã lớn, là ngã nhỏ, là ngã gì, không cần nói cái đó. Ta là ngã, là ta đây, là ai? Du. Du thì còn sợ hãi, ai? Nô sợ hãi. Thế thôi. Ai nô sợ hãi cho nên ai là độc tôn. Du thì còn sợ hãi cho nên du không có được độc tôn. Hết. Hỏi các nghĩa lòng vòng lai nhai, lãi nhãi. Thế nào cái phẩm này là trước nhất là định nghĩa Như Lai Thọ Lượng, là phải nói cho được, phải nhận thức cho được cái đó, để rồi không có sợ hãi trong sự sinh tử tử sanh. Mà cái người sợ hãi sinh tử tử sanh là kêu nghe ra nó là vấn đề là tại vì đa dục, tại vì cái sự tham muốn quá nhiều, còn lưu luyến quá nhiều, còn đam mê quá nhiều, cho nên mới sợ hãi. Chứ giác ngộ chân lý rồi thì không có cái gì đáng sợ hãi. Ta nhìn cái bình bông này, ta cũng còn biết được cái chuyện sinh tử không có gì đáng sợ. Nếu ta chấp nhận cái hoa này là đẹp, ta bằng lòng cái hoa này là đẹp, cái hoa này hiện giờ đây là thơm, thì ta đã chấp nhận cái đạo lý vô thường của vạn hữu rồi. Nếu như mà không có cái sự vô thường mà sanh diệt, diệt sanh biến chuyển đó, làm sao có cái hoa đẹp ngày nay để cho ta ngắm? Làm sao có cái hoa lại thơm ngát này để cho ta thưởng thức ngày nay? Sở dĩ ta có thưởng thức được ngày nay là từ cái sự biến chuyển của vô thường, sự vận động của sự vật. Cho nên từ không có cho tới có, từ có cho tới trưởng thành, từ trưởng thành cho tới hoàn chỉnh cái hoa để cho ta nhìn. Thì tất nhiên là từ hoàn chỉnh trưởng thành này rồi, nó phải đi xuống cái thoái trào, cao trào nó lên là phải có thoái trào. Nó phát triển viên mãn rồi thì nó phải suy thoái. Đó là cái chân lý vô thường của sự vật hiện tượng. Do vậy cho nên đã chấp nhận cái quan này hiện giờ là đẹp, thì phải chấp nhận cái sự suy tàn của nó, sự thành rác của nó, thành phân của nó. Đó là chân lý. Mà còn sợ là sợ làm sao? Sợ như vậy có nghĩa là chấp ngã quá nặng, chấp pháp quá nặng thì dính kiếp khổ đau mà thôi. Vì đó là một hiện tượng đa dục, cái muốn mà không bao giờ làm được, muốn giữ mãi cho cái hoa đẹp mãi là không bao giờ có. Vì đó là trái ngược cái chân lý, là không bao giờ ai làm được. Mà mình muốn như vậy thì làm sao mà mình không đau khổ? Đó là một cái thứ đa dục cuồng si, làm sao không đau khổ? Cho nên nó chấp nhận cái quan này đẹp thì phải chấp nhận cái quan này sẽ biến thành rác, sẽ thành phân, thành đất, để rồi nó nuôi lại những cái quan khác để cho những cái con cháu đời sau nó thưởng thức với chứ. Thế thì con người cũng vậy thôi, từ nhỏ tới trưởng thành, từ trưởng thành tới lớn, tới lớn tới trưởng thành, rồi tới già, rồi tới phải chết. Đó là cái quy luật vô thường của sự vật hiện tượng. Cho nên cái đó là cái mà tập tư duy, tôi gọi là thiền định, để mà nhận thức được chân lý. Bằng lòng, nếu mà mặc áo này bằng lòng cho nó là đẹp, thì phải biết rằng là phải chấp nhận cái sự suy tàn cũ mục của nó. Chứ nếu mà đâu có trên trời nó rơi xuống đâu, nó từ những cái không có, từ những cái chỉ tơ tầm, từ cái bông vải, mà cái bông vải từ nơi đất, từ nơi nước, từ mặt trời mặt trăng mà ra cái bông vải, đem dẹp ra có cái này ngày nay. Cái này là cái đỉnh cao của cái thành tựu của các cái thứ là chủng tử kia mà kết
cái duyên lại nó hình thành. Thế thì là duyên sanh ra cái này thì cũng tùy cái duyên mà nó diệt. Cho nên là vô thường là quy luật của vũ trụ vạn hữu, là chân lý của vạn pháp. Cho nên là phải tập tư duy cái đó để mình đừng có đau khổ. Đau khổ là si mê. Phải tỉnh thức, phải nhận thức được chân lý để mà sống tùy thuận chân lý để nó hết đau khổ. Cho nên cái này là một cái mà cũng không phải là nói rồi mình biết được liền, mình giải tỏa được cái nỗi khổ liền đâu. Nhưng mà ai là người đệ tử Phật là phải nghe rồi tư duy, rồi tu tập, rồi quán chiếu, rồi tôi luyện, rồi uống nắng cả một cuộc đời và dài trong cuộc sống, chứ không phải là mình nói cái rồi mình làm được liền. Để ý cái chỗ đó mà ráng mà làm, để mỗi ngày mình cởi mở cái sự phiền muộn, cái sự đau khổ, sự chấp mắc của mình. Cho nên là Như Lai Thọ Lượng là mình hiểu rằng là dù mình có diệt sanh sanh diệt nhưng mà không có hề mất. Xác định rằng không hề mất. Y như sống ngoài một bóng bọt của biển mà duyên khởi, do nhân duyên mà sanh, nhân duyên mà diệt, trở về với cái thể phẳng lặng của biển. Còn Quyền Giác Thiền Sư thì nói ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Kể cả ngũ uẩn mà sự vật hiện tượng nằm trong ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức với duyên khởi ra hữu tình vô tình đều nằm trong ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn này á thì là nó hợp rồi nó tan rồi nó hợp, nó giống như là mây trên trời á, tụ rồi tán, tán rồi tụ. Nhưng mà dầu tụ cũng ở trên bầu trời, mà dầu tán thì cái mây đó cũng ở trong bầu trời. Mà tán ra thì gọi là mây tan, không còn thấy mây nữa. Nhưng mà tới chừng mà nó tụ lại thì nó thành mây, chứ cũng ở trong bầu trời. Cái bầu trời đó là ví như cái bản thể là như, mà còn tụ và tán là lai. À, tùy duyên mà hợp, mà tan, mà đến, mà đi, mà sanh, mà diệt. Nhưng mà dầu sanh, diệt, đến, đi, hợp tan cũng không ngoài, không lọt ra ngoài cái bầu trời được. Thế thì là hiện tượng duyên sanh là nó sanh từ bản thể. Mà khi nó diệt trở về bản thể. Từ bản thể thì duyên sanh ra. Nắm được cái chân lý đó rồi không có sợ hãi. Còn mình sợ hãi là tại mình chấp ngã, mình chấp pháp đó. Cái niệm chấp ngã thì chấp pháp rồi. Cái niệm đó mà không cổ mở được là mình tu hành chưa có an lạc được, chưa có giải thoát được. Người nào cổ mở được bao nhiêu chục phần trăm thì mình hưởng cái sự an lạc. Nó vơi bớt cái sự khổ sở của mình bao nhiêu chục phần trăm, tùy theo cái sự quán chiếu, cái sự cởi mở của mình. Chứ còn cái cầu nguyện lại van xin nền lại lục đồ đó, cái đó đừng có làm, cái đó không có được. Cái người tu hành là do mình làm mình hưởng à. Cho nên cái tự thọ dụng thân là vậy đó. Nhưng lại có ba thân: viên mãn báo thân, là cái thân đó là thân tự thọ dụng, là do mình làm mình được hưởng mà thôi, chứ không ai làm cho mình được hưởng hết. Mà mình hưởng thì cũng không ai có quyền mà xin xỏ, cắt xén là gì, giật bắt là gì, không ai cướp giật của mình được. Cái sự an lành, sự giải thoát đó của mình làm mình hưởng.